kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Truyền hình Thanh niên. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp với tỉnh đoàn Long An thực hiện. Quý khán giả và các bạn toàn viên thanh niên thân mến, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần điểm tin hoạt động nổi bật của các cấp bộ đoàn diễn ra trong tháng qua và các hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Long An nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2023. Phần cuối chương trình, mời quý khán giả cùng theo dõi các mô hình đồng hành cùng giới thanh niên khởi nghiệp của huyện đoàn Bến Lức. Hoạt động không chỉ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp đến đoàn viên thanh niên, còn tạo tiền đề để cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị, đoàn khảo sát của Ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội khóa 15 do Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục Tạ Văn Hạ làm trưởng đoàn có buổi khảo sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về việc làm đối với thanh niên giai đoạn 2020-2022 của tỉnh Long An. Hiện tỉnh Long An có hơn 540 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi, chiếm khoảng 31% tổng dân số toàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh tập trung dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 5,6%, giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn xuống còn 3,8%. Thời gian qua, tỉnh đoàn Long An đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên về các vấn đề liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên. Qua đó có những kiến nghị, đề xuất đối với các ngành có liên quan. Phát biểu kết luận, Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội tại Giang Hạ đề nghị các ngành các cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức thanh niên phát huy vai trò trong đóng góp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2023, tỉnh đoàn cùng với Ủy ban nhân dân huyện Chỉnh Hưng phối hợp với báo Người Lao Động tổ chức khánh thành công trình đường cầu Tổ Quốc tại khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt, xã Thái Bình Trung, huyện Chỉnh Hưng. Tham dự chương trình có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình Tự hào cờ Tổ quốc Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Quỳnh Giang Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Người Lao Động, nhà báo Tô Đình Tuân. Qua vận động của tỉnh đoàn Long An, báo Người Lao Động hỗ trợ 10.000 lá cờ để thực hiện 30 công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc trong năm 2023. Qua vận động của tỉnh đoàn Long An, báo Người Lao Động hỗ trợ 10.000 lá cờ để thực hiện 30 công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc trong năm 2023. Tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh thống nhất chọn tuyến đường tỉnh 831C từ ngã ba Long Khốt đến đồn biên phòng Long Khốt. Đây là tuyến đường dẫn đến khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt để thực hiện công trình. Tuyến đường cờ dài 6,7 km có 500 cột cờ hai bên đường, khoảng cách giữa hai cột cờ là 30 m. Phát biểu tại buổi lễ thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quỳnh Giang Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự quan tâm hỗ trợ của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình Tự hào cờ Tổ quốc Trương Hòa Bình cùng báo Người Lao Động và các doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình. Dịp này, chương trình học bổng hỗ trợ học sinh sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo do ông Trương Hòa Bình sáng lập, báo Người Lao Động tiếp nhận và quản lý cùng Mạnh Thường Quân trao 100 suất, mỗi suất 1 triệu đồng cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới huyện Vĩnh Hưng. Nhằm đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo học tập ứng dụng công nghệ thông tin, vừa qua, tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ và VNPT Long An phối hợp tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Long An lần thứ 25 năm 2023. Theo đó, 161 thí sinh tham gia hội thi được chia làm 5 bảng, bảng A, B, C thi về kỹ năng lập trình lần lượt dành cho khối tiểu học, khối trung học cơ sở và khối trung học phổ thông. Bảng D2, D3 là phần thi về sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết quả hội thi, ban tổ chức trao 3 giải nhất, 11 giải nhì, 24 giải ba cho các thí sinh xuất sắc ở các bảng thi. Tham gia cuộc thi này thì em may mắn được giải nhất, được kết thêm nhiều bạn mới, lại biết thêm về nhiều cái đề thi mở rộng kiến thức của em. Sắp tới thì em đi thi cấp khu vực thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ cố gắng hết sức để có được cái giải cao. Qua 25 lần tổ chức thành công, hội thi tin học trẻ tỉnh Long An thực sự là sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên di động đam mê công nghệ thông tin, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tôn vinh tự hào về những ký ức hào hùng bất khuất của dân tộc và chia sẻ những mất mát hy sinh của những mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã nén đau thương tiễn chồng con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Năm 2023, tỉnh đoàn Long An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với các mẹ Việt Nam anh hùng. Tiêu biểu là mô hình người con hiếu thảo, mô hình được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi có dịp theo chân đoàn viên thanh niên huyện Bến Lức thực hiện mô hình người con hiếu thảo tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lụ, xã Mỹ Yên. Mẹ có chồng và con đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Thay vì nấu những bữa cơm cùng mẹ như mọi năm, năm nay huyện đoàn đã chọn hoạt động làm bánh quê hương cùng mẹ. Trong cái thời gian mà tham gia với cách mạng thì mẹ cũng làm những cái món bánh này, thì hôm nay thì cũng muốn đến để cùng với mẹ chia sẻ những cái kinh nghiệm về các món bánh quê hương, cũng giáo dục thêm cái truyền thống yêu nước cho các bạn đoàn viên thanh niên. Không khí ấm cúng rộn ràng hơn bao giờ hết khi các bạn đoàn viên thanh niên như những người con cháu trong nhà, mỗi người một công đoạn thực hiện các món bánh với sự chỉ dẫn của mẹ. Ý nghĩa hơn, các bạn còn được mẹ kể nhiều câu chuyện về chiến đấu anh dũng khi xưa. Sáng giờ là em đi chợ đi mua dừa, mua nguyên liệu. Còn nãy giờ thì em đang nạo khoai mì để làm bánh. Qua cái hoạt động này em cảm thấy rất là vui, thiết thực. Rồi được nghe bà nói chuyện nữa, kể những câu chuyện cách mạng hồi xưa rất là hay. Hiện nay trên địa bàn huyện có 9 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Thời gian qua, tuổi trẻ Bến Lức đã làm tốt hoạt động tri ân, thăm hỏi các mẹ Việt Nam anh hùng, đặc biệt là những hoạt động như dọn dẹp nhà cửa, bàn thờ, nấu bữa cơm tri ân hay làm bánh quê hương cùng mẹ đã được các cơ sở đoàn các cấp thực hiện tốt. Qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ biết giữ gìn giá trị lịch sử và trân quý thêm sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Bà ăn thử cái có hợp khẩu vị không? Tụi con làm coi có giống như bà làm hồi xưa không? Không có làm. Mốt vậy đó, tụi con xuống tụi con nấu nữa rồi bà chịu không? Chịu, chịu. Bé bán cho nhà mình đổ mà. Với mô hình người con hiếu thảo chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, phần nào đã giúp các mẹ thêm ấm lòng, dời bớt những mất mát đau thương, một lần nữa như khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa cho thế hệ trẻ, hun đúc thêm tinh thần nhiệt quyết, xung kích của thanh niên với ý thức hướng về nguồn cội. Tiếp đó chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, tỉnh đoàn Long An đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng, trong đó phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tân An chọn đơn vị thành đoàn Tân An là điểm tổ chức lễ phát động. Với chủ đề sách nhận thức đổi mới sáng tạo, sách cho tôi cho bạn, việc hoạt động được thanh niên đẩy mạnh thực hiện như các cuộc thi kể chuyện theo sách, thiết kế video clip và viết bài thuyết trình giới thiệu cuốn sách hay, tặng sách, xây dựng thư viện, triển khai thực hiện các mô hình thư viện số. Các hoạt động góp phần tôn vinh giá trị của sách và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thời gian hướng tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ tiếp tục để triển khai các hoạt động này thường xuyên và thường niên hơn, không chỉ riêng vào cái ngày hội đọc sách thì mới triển khai ngày hội đọc sách, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn sẽ mong muốn và sẽ triển khai đến các bạn đoàn viên thanh niên là thường xuyên chúng ta chọn những quyển sách hay, ý nghĩa để hàng tuần, hàng tháng mỗi bạn đoàn viên thanh niên sẽ hưởng ứng chọn một quyển sách hay để có thể là tuyên truyền đến cho người thân, bà con nhân dân để có thể là trao dồi thêm kiến thức cũng như kỹ năng thực hành xã hội cũng như nâng cao thêm tư duy sáng tạo cho các bạn đoàn viên thanh niên trong thời gian tới. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Tân An đã chỉ đạo cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện 4 mô hình thư viện số và số hóa di tích lịch sử nhà Tổng Thần. Nhằm thúc đẩy, cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cũng như kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng kinh doanh, sáng ngày 5 tháng 5, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Long An phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An lần thứ 4 năm 2023.
Qua 3 lần triển khai cuộc thi đã có 400 ý tưởng và 54 dự án thi, trong đó có 36 ý tưởng dự án vào vòng chung kết xếp hạng và đạt giải cao tại cuộc thi của tỉnh, trong khu vực và cuộc thi dự án thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn tổ chức. Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An lần thứ tư năm 2023 nhằm tạo cơ hội để các bạn chia sẻ ý tưởng, kết nối với những người có kinh nghiệm, nhận được hỗ trợ tư vấn về kỹ năng kinh doanh và các thuật ngữ liên quan đến khởi nghiệp, đồng thời thúc đẩy các bạn thích ứng với thay đổi của khoa học và công nghệ, đổi mới tư duy làm kinh tế, góp phần phát triển đất nước. Cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 10 năm 2023, tổ chức thi vòng loại vào tháng 9 năm 2023 và tổ chức thi vòng chung kết vào tháng 10 năm 2023. Sau lễ phát động, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dự án tài trợ tư vấn 1.000 thanh niên khởi nghiệp theo mô hình BCS Global được diễn ra. Dự án này do BCS Global Việt Nam phối hợp với tạp chí Doanh nhân Sài Gòn đồng tổ chức. Tỉnh đoàn Long An phối hợp với Trường Đại học Tân Tạo, huyện Đức Hòa tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng học sinh sinh viên tỉnh Long An năm học 2022-2023. Qua 2 tháng triển khai, ban tổ chức nhận được 150 sản phẩm dự thi gửi về với hơn 1.000 lượt học sinh sinh viên tham gia. Các tác phẩm dự thi ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, cuộc sống, tình cảm bạn bè, thầy cô. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức chọn ra 70 tiết mục tham gia tranh tài vòng bán kết và chọn ra 25 tiết mục xuất sắc từ 20 trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia vòng chung kết. Với sự thông minh sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các thí sinh đã mang đến vòng chung kết những tiết mục đặc sắc, hấp dẫn, tạo nhiều bất ngờ thú vị cho ban giám khảo và người xem. Cuộc thi tìm kiếm tài năng học sinh sinh viên tỉnh được triển khai với mục đích tạo không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em học sinh sinh viên. Đồng thời, cuộc thi là dịp để giáo dục truyền thống, ý chí cách mạng, tinh thần yêu nước cho các bạn học sinh sinh viên. Thưa quý vị, đồng hành với thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp là chương trình lớn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Long An, chương trình được các cấp bộ đoàn triển khai rộng khắp và ngày càng nâng cao về chất lượng. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự đa dạng các mô hình đồng hành cùng với thanh niên khởi nghiệp của huyện đoàn Bến Lức. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà thời gian qua huyện đoàn đã tập trung triển khai thực hiện, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp đến đoàn viên thanh niên, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Thông qua chương trình tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ kỹ thuật được huyện đoàn hỗ trợ về cách thức kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử, mô hình sản xuất đồ mỹ nghệ của anh Phạm Hoài Thanh, xã Thanh Phú, hiện nay không chỉ tăng số đơn hàng bán ra mà anh còn mở rộng sản xuất thêm nhiều sản phẩm gỗ đa dạng khác. Thời gian qua thì huyện đoàn có chỉ cách mình đăng những sản phẩm để bán trên nhiều kênh hơn. Đoàn hỗ trợ thì bán có thể gấp 2, gấp 3 lần sản phẩm, thu nhập từ 2 hoặc 3 triệu cũng đủ trang trải cuộc sống. Trong thời gian qua, huyện đoàn Bến Lức phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ nguồn vốn hơn 200 triệu đồng cho thanh niên phát triển kinh tế từ nguồn vốn quỹ quốc gia và ngân hàng, chính sách xã hội. Đầu năm nay, huyện đoàn còn thành lập câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp hỗ trợ cho 5 ý tưởng khởi nghiệp. Khi tham gia câu lạc bộ, thanh niên không chỉ được hỗ trợ hoàn thiện cơ sở pháp lý mà còn giúp kết nối doanh nghiệp tài trợ, đầu tư các dự án khởi nghiệp có tiềm năng khi triển khai các ý tưởng kinh doanh. Lúc đầu thì em nuôi một chuồng là 5 ổ. Sau này thì nó mở rộng lên thì em mở rộng lên thêm được 10 chuồng và thu nhập mỗi tháng của em là được 3 triệu trở lên. Cái mô hình này thì nó cũng đang dần hiệu quả. Thì em mong muốn bên câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp hỗ trợ vốn cho em để đầu tư thêm. Ở đây các bạn tập hợp lại thì được sự hỗ trợ của huyện đoàn cũng như là Hội Liên hiệp Thanh niên huyện để gắn kết cùng với là chi hội doanh nhân trẻ trên địa bàn huyện để tạo cái nguồn vốn cũng như là giới thiệu các cái sản phẩm của các bạn ra bên ngoài. Trong thời gian qua thì có một số bạn kinh doanh về các cái lĩnh vực nông nghiệp thì cũng được hướng dẫn để giới thiệu các sản phẩm vào các cái siêu thị tiện ích để có cái nguồn đầu ra cho cái sản phẩm của mình. Với sự đồng hành của huyện đoàn và sự chủ động của tuổi trẻ trên con đường lập thân lập nghiệp, đoàn viên thanh niên đã dần thay đổi cách nghĩ, cách làm, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để phát huy khả năng sáng tạo trong phát triển kinh tế.
Quý khán giả và các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, chương trình truyền hình thanh niên kỳ này xin phép được khép lại tại đây. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phối hợp với tỉnh đoàn Long An thực hiện. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.